con hạnh phúc về đây, để được chung vui với em đêm nay. Hồn nhiên của trẻ thơ mình mang câu ca đỡ chân thu đêm rầm, chỉ hát lưng không sao gửi đến em một niềm hạnh phúc trong đời, được cười hơi ấm nụ cười một phần trăng khuya rực rỡ muôn màu tình yêu thương, gửi đến trẻ thơ bao giấc mơ bình yên rừng rỡ bao mơ ước vòng xưa. Bạn hạnh phúc về đây để được chung vui với em đêm nay. Nhung nhan nhung nhẹ nhát trẻ đi chơi qua cổng nhà trời, thấy chị hàng ngát về lời ca có tiếng hát trên tình huống bát ngát. Chú vội mãi chơi quên đâu có đường về, ngồi một mình buồn ghê, có giúp em tới chơi là các bạn mình ơi, về lời ca có tiếng hát đem đầm trung thu xin giữ bao màu ước vọng xưa. Chị Hằng đã có mặt ở làng của chúng ta. Như vậy là năm nay trẻ con làng chúng ta sẽ được đón trung thu cùng với chị Hằng đó các em. Chị Hằng ơi, chị Hằng thấy năm nay làng của tụi em chuẩn bị đón trung thu như thế nào vậy chị? Các em biết không, từ nãy giờ bay lượn trên cao, chị thấy có rất đông các bạn nhỏ quay quần với nhau để chuẩn bị cho đêm trung thu rất là đẹp, cho nên chị mới quyết định ghé lại đây đó. Chị Hằng ơi, vậy là trung thu năm nay chị ở lại chơi với tụi em nha. Cái này để chị hỏi các bạn nhỏ đã nha. Dạ. Các bạn nhỏ ơi. Các bạn nhỏ à. Nếu như mà trung thu năm nay chị ở lại đây với các em thì các em có vui không? Có. Vậy các em có ngoan không nào? Dạ có. Vậy các em kể cho chị nghe các em ngoan như thế nào đi. Em kể trước cho. Chị ơi, chị vô đây đi, em kể cho chị nghe nha. Trong một năm vừa qua nha, lúc nào á hả em cũng chăm chỉ học tập nè, luôn luôn vâng lời ba mẹ của mình nữa. Và đặc biệt á là tụi em luôn biết yêu thương giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh nữa đó chị. Các em giỏi quá. Nghe các em nói như vậy chị rất là vui, bởi vì các em luôn biết cố gắng từng ngày để mình giỏi hơn nè, tốt hơn nè. Bởi vậy cho nên chị sẽ tặng cho các em một ánh trăng tròn nhất và sáng nhất trong đêm trung thu. Nè, nhưng mà nãy giờ các bạn kể rất là nhiều thứ, nhưng vẫn còn thiếu một thứ rất là quan trọng đó. Rất là quan trọng hả? Thứ gì ta? Ủa? Chứ lại á, theo Na thấy nha, là mình còn thiếu nè. Mình nè, những cái gì mà mình chuẩn bị á. Đây nè, đúng rồi. Đêm trung thu kể chị Hằng nghe nè. Dạ. Dạ em nha chị. Tụi em đây nè. Dạ đây nè. Nè chị thấy có đẹp không? Đẹp quá à. Cái này ai làm vậy em? Dạ tụi con trai của tụi em làm đó. Ngoài ra nha, tụi em còn làm một cái đầu lân to như vậy nè, để chuẩn bị múa cho hội làng nữa đó chị. Giỏi quá à. Cái
gì cũng con trai, làm như con trai mấy người là nhất vậy á. Vậy con gái tụi em đã làm được gì cho đêm trung thu nè? Dạ, không phải khoe nè chị nha. Tụi con gái tụi em á hả, làm bánh nè, rồi hái trái cây, bày ra một mâm ngũ quả thật là to, thật là đẹp như thế này, để sau đêm trung thu chúng ta phá cổ đó chị. Giỏi quá à. Các em của chị giỏi quá. Nè các bạn kể rất là nhiều thứ, nhưng vẫn còn thiếu một thứ rất là quan trọng. Ủa? Đó. Thiếu nữa hả ta? Đúng rồi. Ủa? Đó. Na đâu thấy thiếu thứ gì đâu. Đúng rồi, Bi cũng không thấy thiếu gì hết á. Anh Bi với chị Na kể là còn thiếu một thứ quan trọng. Đích em mà còn biết cái gì quan trọng nè. Cún giỏi lắm. Vậy, giỏi. Cún nói cho chị nghe, các bạn này còn thiếu món gì nè? Trong đêm trung thu còn thiếu một thứ rất là quan trọng. Ngoài đầu lân ông địa nè, ngoài mâm ngũ quả bánh trái nè, còn thiếu một thứ mà mình cầm mình rước trong đêm trung thu là cái gì hả các bạn? Là cái gì nè? Đúng rồi đó. Nếu mà không có lồng đèn làm sao gọi là trung thu, đúng không chị Hà? Đúng rồi. Bé Quýnh giỏi quá à. Vậy các em đã chuẩn bị lồng đèn chưa? Chị yên tâm đi, ở trong làng tụi em á ai cũng biết làm lồng đèn hết á. Nè, bây giờ em xin phép mời chị Hằng đi theo tụi em để xem các bạn nhỏ trong làng á làm lồng đèn. Làm lồng đèn thích ghê thích ghê.
em ơi, những chiếc lồng đèn này thật sự rất là dễ thương. Chị tin rằng các em sẽ có một đêm trung thu thật là lung linh với ánh trăng rằm và những chiếc lồng đèn được thắp sáng. Wow. À, bây giờ á, tụi mình kiểm tra coi là nãy giờ đã đủ hết chưa ha. Để em kiểm tra nè, lồng đèn có rồi nè. Phần của Bi á là có trống nè, đầu lưng nè, đầu ống đĩa, chuẩn bị xong hết rồi. Còn của Na thì đã bày sẵn ra một mâm ngũ quả bên trong kia. Khi chúng ta rước đèn xong, chúng ta sẽ phá cổ. Na thấy là không có thiếu gì nữa đâu tí ơi. Khoan, còn thiếu một thứ vô vô cùng cùng, quan quan trọng trọng đó. Wow, hôm nay bạn cuốn nhà ta ra tay mọi người ơi. Ủa, bộ mấy anh chị không tin em hả? Thôi, vậy coi như là em chưa nói gì đi. Cuốn. Mọi người ơi, có người vô vô cùng cùng, quang quang chồng chồng, giận rồi kìa. Giận rồi kìa. Thôi, cuốn nè, mấy anh chị á, giận có một chút xíu à, mẹ cũng giận nữa. Cho dù á, em có làm một con vật giữ nhà thôi, nhưng mà em cũng có lòng tự ái của em chứ bộ. Thôi, các bạn đừng có ghẹo cuốn nữa mà. Bây giờ cuốn nói cho chị Hằng nghe cái điều còn thiếu đó đi nha. Em á, là em nể chị Hằng lắm á, em mới nói nha. Còn như ba anh chị kia, em bo xì luôn. Cuốn nói đi mà. Điều vô vô cùng cùng, quan quan trọng trọng, đó chính là một điều ước của cuốn. Điều ước của cuốn. Đúng rồi. Mà đó không phải là một điều ước bình thường, mà đó là một điều ước Vô cùng cùng, quan quan trọng trọng. Nè, đừng có mà chọc em nha. Em nói cho mấy anh chị biết nha, điều ước của em á, mà không thành hiện thực á, lồng đèn hả? Dẹp. Đầu lân, ông địa hả? Dẹp. Mâm ngũ quả hả? Mang về chia nhau mà ăn đi. Ủa, má gì kỳ vậy? Chứ sao, nếu điều ước của cuốn mà không thành hiện thực thì chúng ta không có đón trung thu được đâu. Thôi, bây giờ cuốn nói cho chị Hằng nghe cái điều ước vô vô cùng cùng, quan quan trọng trọng của cuốn là gì đi mà. Chị Hằng có muốn nghe không? Có, chị Hằng muốn nghe. Vậy ba anh chị kia có muốn nghe không? Không. Ê, đứng lại. Không nghe em cũng nói luôn. Hay chưa? Biết lắm mà. Cái điều vô vô cùng cùng, quan quan trọng trọng đó chính là chúng ta sẽ có một đêm trung thu thật là vui với một bầu trời thật là trong xanh tươi đẹp. Trời ơi, cuốn ơi, quá ra cái điều ước mà nãy giờ em nói vô vô cùng cùng, quan quan trọng trọng làm cho mọi người phải nháo nhào lên là chỉ có nhiêu đó rồi đó hả? Nè, tuy điều ước của em rất là đơn giản nhưng mà rất ý nghĩa đó, đúng không anh Tế? Đúng rồi đó, lần này á thì cuốn nói đúng rồi đó. Các bạn không nhớ hả, những năm trước á, vào đêm trung thu, nếu như bầu trời không có ánh trăng, mây mù tối tăm thì lúc đó trẻ con làng mình sao mà chơi trung thu được. Suy đi tính lại, ta thấy cũng đúng. Cún ơi, cún à, nói đi. Na xin lỗi cún nha. Bi xin lỗi cún. Đừng có giận Na nữa. Bây giờ cún hãy thay tất cả mọi người trong làng này nói to lên điều ước của cún đi nào. Em nói nha chị Hằng. Nghe rõ nè. Em ước trong đêm trung thu tất cả chúng ta sẽ có một đêm trung thu thiệt là vui. Sẽ có chị Hằng chơi trung thu với chúng ta nè. Và quan trọng nhất đó là không có những cơn mưa, những đám mây đen xấu xí xù xì che mất ánh trăng, để tất cả các em thiếu nhi có một đêm trung thu thật là trọn vẹn. Em ơi. Các bạn ơi. Bi. Nè. Bi ơi. Bi có sao không? Nè. Nó có sao không? Nó có sao không? Nó không có sao đâu. Ủa. Sao kỳ vậy anh Tí? Sao mà bầu trời tối sầm lại vậy? Tí cũng không biết nữa. Cái này,
Cái này chắc chắn là do Cún làm rồi. Tự nhiên Cún ướt cái gì đó, cái tự nhiên bầu trời tối sầm lại như vậy. Cún, Cún đâu rồi? Cún, ê mọi người, Cún. Chị Hằng nữa. Chị Hằng đâu? À, chị Hằng ơi, chị Hằng ơi. Cún, nãy giờ đi đâu vậy? Sao đó? Tự nhiên em với chị Hằng bị một cơn lốc quấn đi luôn. Mà may sao em rớt lại. Còn chị Hằng? Chị Hằng sao? Hả? Chị Hằng sao? Chị Hằng đâu? Chị Hằng bị gió quấn đi luôn rồi. À, chết rồi. Chị Hằng bị cuốn đi luôn. Vậy á, ai sẽ giúp chúng ta thắp ngọn đèn trăng để đón đêm Trung Thu đây? Đúng rồi đó. Không lẽ bây giờ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi mà phải dẹp đi hết sao? Anh Tý, giờ chúng ta phải làm không sao? Không được anh đâu. Tý không chấp nhận. Bằng mọi giá Tý phải tìm được cho bằng được chị Hằng. Mà mai chàng vào đây cho các bạn. Ừ. Bi cũng vậy. Bi sẽ đi cùng với Tý. Nào cũng sẽ đi cùng với Tý. Thôi không được đâu. Bây giờ á mà ba tụi mình đều kéo nhau đi hết á, rồi tất cả trẻ con trong làng lúc đó sẽ náo loạn lên hết đó. Giờ sao anh Tý? Đúng rồi. Nhưng mà Tý cũng đâu có biết đường đâu. Nè, em sẽ đi với anh Tý. Hai anh chị đừng có quên á, em là người duy nhất biết chị Hằng quấn đi về hướng nào thôi đó. Vậy thì Cún đi với anh Tý nha. Dạ, em sẵn sàng. Wow, wow, wow. Cún. Nam nói nhỏ nghe. Bi nè. Bây giờ á, Cún cầm cái này. Na đã chuẩn bị rồi. Tại vì á, sợ đói nên là Na đem theo. May sao mà có cái này á nha. Lúc mà đi trên đường á, Cún mà thấy anh Tý đói á, thì Cún nhớ lấy trong này có nước nè, có bánh nè, đem ra cho anh Tý ăn nha. Dạ em nhớ rồi. Với lại còn một điều này nữa, nhưng mà nó nhỏ thôi. Nói cái gì mà nhỏ vậy? Xong cho mọi người nghe với. Vô duyên. Tự nhiên chuyện bạn gái người ta tự nhiên xen vô. Nó là con Cún. Cún được. Nói em nghe đi. Em chờ nè. Thôi kệ đi. Thiệt hả chị? Thiệt. Anh Tý. Vậy thôi, mình đi liền đi anh. Ừ. À, giờ mình đi đường nào em? Đi hướng này, theo em. Bi chúc Tý thành công nha. Tý sớm mang ánh trăng về với tất cả mọi người trong làng nha. Tý ơi! Trời bao la đêm sao sáng, trăng vàng soi khắp trần gian, hàng ngà xin tươi áo mới cho quý đến đi chơi trăng. Ngày cuối ơi xem dưới trần rộn ràng, chúng tôi năm nay đã về nơi nơi lung linh bao chiếc đèn ngập tràn đi chơi lên quanh khắp phố phường. Hôm nay sao đông thế, tiếng cười vui thật nhiều ghê, nhìn lên xem mông trăng sáng mang ngắm mắt cho thế gian, cùng vòng quanh xem bao chiếc đèn. Yeah.
ngồi đây đi. Nhớ là giữ hành lý kỹ nha. Anh sẽ đi tìm nước cho em uống. Dạ, nhớ về nhanh nha anh ơi. Chắc là phải múa một bài quyền thôi. Ủa bài này bài rắn mà ta. Ê con khỉ kia, tại sao dám ăn cắp bánh hả? Tôi không có ăn cắp, tôi thấy cái này để ở đây. Tôi thấy cái này để ở đây thì tôi ăn thôi. Biết của ai mà lấy hả? Tôi không biết, nhưng mà tôi thấy để ở đây thì tôi ăn. Không nói nhiều, trả đi. Bớ người ta. Có ăn cướp. Tôi không trả. Trả đây không? Tôi không trả. Con khỉ tham ăn. Anh Tý ơi, anh Tý, anh tôi con khỉ á, nó ăn cắp bánh của mình lên Tý. Em không có ăn cắp. Chứ này là cái gì? Em thấy cái này để ở đây thì em ăn thôi. Thôi được rồi. Tại vì á, em đói bụng lắm á. Hai ngày nay rồi em không có cái gì ở trong bụng hết đó. Em đói bụng lắm. Cún. Nghe anh nói nè, đưa đây cho. Đưa đây. Nè, cho em nè. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà khoan đã. Dạ. Nghe anh dặn, mai mốt á, nếu như mình có đói thì mình phải xin phép người ta trước. Nếu như người ta cho thì mình mới lấy. Còn em á, mà tự tiện lấy như vậy á, là xấu lắm đó, biết chưa? Dạ dạ, em biết rồi. Nè, em ăn đi. Cảm ơn anh. Ồ, ngon quá. Ủa anh ơi, mà anh tên gì vậy? Anh tên là Tý. Anh tên Tý. Trời, tên của anh á đẹp lắm á. Tên của anh dễ thương quá. Anh ơi, cho xin cái bánh. Cho xin miếng bánh đi được không? Wow. Wow. Biết ngay mà. Mày đặt đến là khen khen tên đẹp, cũng chỉ là xin thêm miếng bánh thôi. Đồ ham ăn. Ủa? Tôi đâu có xin cho tôi đâu. Tôi xin cho bạn tôi mà. Ủa? Bạn em đâu? Ôi, bạn em á cũng đói bụng y chang em vậy đó anh. Ừ, vậy thôi, em kêu bạn em ra đây đi. Em kêu bạn em ra nha. Ừ. Trời trời ơi. Đó, anh thấy chưa? Bây giờ nó kêu nguyên bài khỉ ở đây luôn nè. Tôi không có kêu khỉ. Bạn chị em ơi. Ê, bạn chị mình ở bên đây mà. Mình bên đây nè. Khỉ. Bạn khỉ ơi. Bạn có kiếm được đồ ăn chưa? Mình bay hết nổi rồi. Bạn chim ơi, có sao bạn chim? Chó ơi chó, cho bạn chim ăn đi chó. Nói vậy. Chim. Chó đó hả? Em có sao không chim? Bạn vừa nói ai là chó? Thì tôi nói bạn. Tôi không phải là chó nha. Đó. Ủa chứ bạn là gì? Tôi là cún. Rồi. Có khác gì đâu. Rồi quá. Rồi. Ôi cho rồi. Cho bạn chim ăn đi bạn. Mình có nắm cơm nè. Các bạn nè. Ăn từ từ thôi, ăn từ từ thôi. Ngon đúng không? Mắc kẹt hả? Mắc kẹt hả? Ngon quá mọi người ơi. Ngon quá, cho mình nữa đi. Ngon đúng không? Đúng rồi. Cho miếng nữa nè. Ê đây. Ê, đi ra con khỉ ham ăn kìa. Đi ra. Ủa, sao Phương bị đối xử vậy? Bạn có nhìn thấy cái thân xác bạn không? Tại vì người ta có nhiều màu, người ta đẹp, người ta có quyền, biết không? Đẹp. Ê, gì vậy? Bạn làm gì vậy? Bạn là con gì vậy? À quên, mình là con chim, mình tự mình là con chó. Cảm ơn bạn chó rất nhiều. Nè nè nè, nhắc lại lần nữa tôi là cún nha. À quên, cảm ơn bạn cún rất nhiều. Dạ, em cảm ơn anh Tý. Em cảm ơn anh Tý rất nhiều. Ủa, mà anh Tý với lại bạn cún đi đâu mà lạc vô khu rừng chết này vậy? Tụi tôi á đang đi tìm chị Hằng để mang ánh trăng về cho dân làng. Tìm chị Hằng. Đúng rồi đó. Nhưng mà tụi anh đi hoài mà không biết chị Hằng ở đâu hết á. Trung thu sắp tới rồi, nếu như mà không có ánh trăng á thì tụi em có thể giúp anh hả?
Tụi em biết chị Hằng ở đâu hả? Biết. Dạ biết chứ. Anh Tý ơi, anh Tý ơi. Hả? Anh có nhìn thấy ngọn núi ở xa xa kia không? Ngọn núi đó đó. Xa tích thật là tích đó. Xa thật là xa đó. Anh ơi, ở trên đó bọn mây đen đang cất giấu chị Hằng. Thiệt vậy hả em? Thiệt sao không thiệt? Anh ơi, em đã từng bay lên tới đó và em mới nhìn thấy chị Hằng bị nhốt ở đó đó. Vậy thì mình đi liền đi anh Tiến. Nè, bạn chó, ổ lộn, bạn cún. Bộ bạn tưởng á, đi lên đó trên đó là dễ dàng lắm sao? Không có đâu. Đường đi từ đây lên trên đó nó sẽ rất là ngoằn ngoèo. Chưa kể trời thì tối thui. Lạng quạng á là mình rớt xuống vực như chơi đó. Bạn biết không? Vậy mình phải làm sao đây các em? Bây giờ á, tụi anh cho tụi em đi theo đi. Tụi em sẽ dẫn tụi anh lên trên đó. Ủa? Sao bạn tốt quá vậy? Tự nhiên tốt vậy? Tôi không có tốt gì hết á. Chẳng qua là tại vì tôi ghét cái tụi mây đen đó thôi. Như vậy thì tốt lắm. Mình á có thêm người đồng hành, mình sẽ có thêm sức mạnh. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lên đường. Trong tay ta quay quần từng lời nhạc ngân vang bên bạn bè thân thương, lời ngọt ngào trao nhau nhớ thương từng ánh mắt từng nụ cười thân quen trong vòng tay yêu thương. Ngày từng ngày trôi qua những người lại khúc hát để một lần xa nhau những kỷ niệm không phai. Mừng ngày hồi hôm nay tay trong tay ta quay quần lời nhạc ngân vang bên bạn bè thân thương, lời ngọt ngào trao nhau nhớ thương từng ánh mắt từng nụ cười thân quen trong vòng tay yêu thương. Ngày từng ngày trôi qua những người lại cùng hát để một lần xa nhau những kỷ niệm góp phai. Ngày hồi hôm nay tay trong tay ta quay quần từng lời nhạc ngân vang bên bạn bè thân thương, lời ngọt ngào trao nhau nhớ thương từng ánh mắt từng nụ cười thân quen trong vòng tay yêu thương. Ngày từng ngày trôi qua những người lại khúc hát để một lần xa nhau những kỷ niệm không phai. Mừng ngày hồi hôm nay tay trong tay quay quần từng lời nhạc ngân vang bên bạn bè thân thương, lời ngọt ngào trao nhau nhớ thương từng ánh mắt từng nụ cười thân quen trong vòng tay yêu thương. Ngày từng ngày trôi qua những người lại cùng hát để một lần xa nhau những kỷ niệm góp phai. Lời ngọt ngào trao nhau nhớ thương từng ánh mắt trong vòng tay yêu thương. Trời đất ơi, sao mà bạn mít ướt quá vậy? Bạn làm gì mà bạn khóc hoài vậy? Anh Tý ơi, anh Tý đâu rồi? Các bạn ơi, các bạn có thấy anh Tý của mình đâu không? Trời ơi, bạn thôi chưa? Tất cả là cũng tại bạn á. Ủa, sao tại tôi? Mình đã nói rồi,
là đi theo bạn chim đi. Bạn chim đi thẳng, bạn chim biết đường, không theo. Rồi mày đặt đi đường tắt, đường vòng. Bây giờ mơ hình tí rồi mà. Bạn khỉ nghe rồi. Khỉ, khỉ. Bạn khỉ. Bạn chim. Em tìm được anh, em mừng quá anh Tý ơi. Nhưng mà em ở đây, rồi cuốn đâu? Đâu biết đâu. Trời ơi, trời, bạn gì kỳ vậy? Bạn cuốn đi chung với bạn phải biết chứ. Ủa, mình có nói với bạn cuốn đó là đi chung với mình đi. Mà bạn cuốn không có chịu. Bạn có rời đi đường khác, cho bạn cuốn đi đường khác luôn chứ sao? Trời đất ơi, bạn hiểu không? Ý á, bạn cuốn không có rành đường ở đây. Bạn phải dắt bạn cuốn đi chứ. Bạn hiểu không? Nhưng mà mình đã nói với bạn cuốn rồi mà bạn cuốn không có nghe. Bạn cuốn rồi đi đường khác, bạn cuốn nói đi với mình là bị lạc. Cho nên bạn cuốn đi rồi. Thôi 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 đi, bạn hiểu không? Ý mình nói á là bạn... Thôi thôi được rồi, anh hiểu rồi. Anh hiểu hả anh? Anh hiểu gì vậy anh? Anh hiểu rồi, bây giờ á là bây giờ mình phải làm sao tìm đồ cuốn nè. Sao đây? Ai biết sao đâu. À. Dạ. Các em. Ủa? Các em có nghe cái gì không? Thôi anh ơi, không có nghe gì đâu. Trời ơi, tụi em phải im lặng thì mới nghe được. Lắng nghe kỹ nè. Có tiếng khóc. Anh Tý ơi, mọi người đâu hết rồi. Bạn khỉ ơi, mình hứa từ nay á mình sẽ không cãi lời bạn nữa đâu. Mình biết lỗi rồi. Đi ra đi, người ta đang khóc mà. Bạn khỉ, bạn cuốn. Bạn á nha, tôi nói cho bạn biết nha. Bạn á, vừa vừa phải phải thôi. Cái rừng á, tôi không có biết đường. Mà bạn bỏ tôi đi, bạn đi một mình á, bạn tránh ra. À, bạn cuốn. Bạn chiên. Em nhỏ thôi. Em có biết á, là mình đang ở đâu không? Trời ơi, mình đang ở vách núi, gần chỗ bọ mây đen. Em mà la lớn như vậy á, tụi mình chưa tìm được chị Hằng là mình đã bị bắt đi rồi đó. À, chim ơi, bây giờ á mình phải làm sao em? Anh để em. Anh Tý ơi, ở giữa đám mây mịt mù kia có ánh sáng lè lói. Hả? Có khi nào bọ mây đen đang giữ chị Hằng ở đó không em? Em không biết nữa. Bây giờ em nghĩ là chúng ta phải đột nhập vào đó để kiểm tra. Anh ơi, bây giờ em nghĩ không kịp nữa đâu. Mình đi ngay thôi anh ơi. Đi ngay thôi anh. Đi ngay. Đi ngay thôi anh ơi. Ê, ê, bạn khỉ nói nghe nè. Sao tự nhiên á, một đám mây đen có tự nhiên có ánh sáng le lói là sao ta? Ôi, nhiều khi cái tụi mây đen nó chơi trung thu ở trên đó đó. Ờ, ha. Vậy là tụi nó chơi trung thu ở trên đó ha. Ê, mà bạn... mọi người em lại lạc mọi người nữa rồi. Bầu trời xích sắc
Các em đều là những đám mây đen nhỏ xinh của ta. Tại sao bây giờ các em cả gan quá vậy? Ai cho ăn mặc đồ lòe loẹt màu mè sáng tươi hơn ta? Trời ơi, ở đâu ra đẹp quá vậy? Không được rồi, đi vào thay hết đồng phục mây đen lại cho ta. Trời đất ơi, mấy em loạn hết rồi. Đi vô. Vô, nhanh lên. Hai cái đứa lớn đầu nhất đứng lại đây cho ta. Ông kêu ông kìa. Ông kêu ông mà. Cậu hai thằng bay luôn đó. Rồi hai đứa luôn. Dạ. Nó thừa biết anh mây đen của chúng nó rất ghét màu mè, chỉ thích màu đen thôi. Bây giờ hai đứa lại đây anh hỏi. Dạ. Hôm nay ai bày ra cái trò nhí nhố màu mè vừa rồi? Nó xúi em anh mây đen. Em nó hả? Còn kêu em mặc áo màu tím cho có màu sắc nữa đó anh mây đen. Ê trời bạn đất bạn ơi. Chơi phản bạn. Chơi khai làm sao bạn? Hồi nãy giờ mấy mù ta không để ý. Trời đất ơi, nó chơi nguyên cái áo màu tím luôn mà ơi. Ghen quá ta. Nó nói vậy đúng không? Dạ đúng. Hả? Không, thì em xúi á. Ê nó nghe nè, chỉ hát khai nha, mai mốt đừng xin chơi cùng nha không? Thôi đi. Mày em tính làm loạn cái hẻm núi của ta hả? Có làm loạn gì đâu anh. Em nói anh mây đen nghe nè. Tụi em là mây đen mây mù. Tụi em là đàn em của mây đen. Đúng rồi. Mà dù gì tụi em cũng là những đứa con nít mà. Tụi em có muốn được đi chơi trung thu như các bạn chứ bộ. Sao em chả treo quá vậy? Bạn đó nói vậy em thấy đúng không? Dạ, đúng đó anh mây đen. Cái gì? Nghiêm. Dạ. Hai đứa hãy cho em biết chúng ta là ai? Mây đen, mây đen, mây đen. Thôi lui, thôi lui, thôi lui. Mây đen, mây đen, mây đen. Thôi lui, thôi lui, thôi lui. Thôi bài đó. Mà đã là mây đen rồi thì chúng ta phải như thế nào? 2, 3. Không cần trung thu, không cần ăn tròn, chỉ thích bóng đêm, không cần ánh sáng. Trời, xí phan. Cái gì vô quên vậy? Anh cho em một chút xíu. Nó làm gì vậy em? Làm em hết hồn luôn, mấy chuyện gì xảy ra nữa. Ủa, em chơi thân với nó đúng không? Dạ, nhưng mà không hiểu nó làm gì luôn anh mây đen. Em không hiểu, làm sao anh hiểu được? Đúng rồi. Trời. Đi ra đây. Đi ra đây. Thả tao ra. Em, anh mây đen. Gì? Anh nói không cần trung thu, không cần trăng tròn. Vậy anh kêu tụi em bắt cóc chị Hằng lên đây làm cái gì? Anh kêu mẹ bắt cóc chị Hằng về đây à? Đúng. Ủa đi làm chi vậy ta? Không biết luôn. Ủa? Anh đâu có nói cái gì sai đâu mấy em. Anh nói là anh rất ghét trung thu. Đúng. Anh đã nói là anh rất ghét trăng tròn. Đúng luôn. Nhưng mà anh vẫn kêu mấy em bắt cóc chị Hằng về đây nhốt trong cái hẻm núi này để làm gì? Để chị Hằng bây giờ chỉ là riêng của anh em nhà mây đen chúng ta thôi. Thì anh dễ sợ chưa? Sai. Sai quá sai luôn. Trời ơi mây đen ơi, em nói thiệt nha, tự nhiên á anh bưng chị Hằng lên đây chi không biết nè. Mình phải trông chừng nè, mình phải nuôi ăn nuôi uống nè, cực khổ gần chết luôn gì đó. Không hay á, anh thả chị Hằng bay lên trên bầu trời đi. Ba bay ba lượn gì nè đó, lượn qua lượn lại, tất cả chúng ta cùng chơi chung với chị Hằng cho vui đúng không? Đúng rồi đó anh. Đúng, hai em nói rất đúng. Em phải thả chị ra nhanh lên, chị còn phải chiếu sáng trần gian cho các em nhỏ chơi trung thu nữa. Đúng rồi. Trời ơi, hai bạn này nói sai bếp mà chị nói đúng hả? Đúng cái gì mà đúng? Đúng cái gì mà đúng? Đúng cái gì mà đúng? Trời đất ơi, mấy em tưởng dễ dàng gì mấy em nhỏ với trần gian cho chúng ta chơi trung thu chung mà. Không tin đúng không? Nghe ta nói đi. Mấy em ơi. Mấy em à. Không, mấy mùa trung thu năm nay á, mấy em cho tụi mây đen chơi trung thu chung được không? Nghe nói gì chưa? Chưa tin nữa đúng không? Mấy em ơi. Thôi giờ anh xuống nước năn nỉ lại lần nữa nè. Thôi bây giờ năn nỉ luôn cho chơi trung thu chung mới chịu không? Vẫn là câu trả lời không. Mấy em có thấy chưa? Không một đứa trẻ nào dưới trần gian chấp nhận cho anh em mây đen chơi chung hết. Mà khi chúng ta mon men lại gần bọn trẻ đó, thì bọn trẻ lại nhờ thần gió thổi tan anh em nhà mây đen đi. Bao nhiêu bận như vậy rồi em anh quên hết rồi sao? Cho nên anh đã nhốt chị Hằng vào trong cái hẻm núi này. Để ánh trăng của chị Hằng giờ đây chỉ là riêng của anh em chúng ta mà thôi. Mây đen. Dạ. Em không thể nhốt chị ở đây mãi như vậy được. Em mới thả chị ra và trả chị ngọn đèn trăng. Trả chị ngọn đèn trăng. Đúng.
đúng rồi. Thả chị ra. Đúng rồi. Đúng rồi, em làm đi. Đúng rồi. Đi đâu vậy? Quên. Cốc 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 thì làm sao em có thể trả cho một cách dễ dàng tới như vậy được hả chị? Không bao giờ. Và anh em Mây Đen tụi em sẽ chóng mắt lên cho bọn trẻ dưới trần gian sẽ thấy được nỗi buồn tủi, khổ hạnh, rất là nhục, rất là buồn của anh em nhà Mây Đen như thế nào. Các em! Dạ! Yeah. Đã tới lúc cho lũ trẻ dưới trần gian biết được sức mạnh của anh em nhà Mây Đen chính là vô địch, vô địch, vô địch. Mây Đen, Mây Đen, Mây Đen, thui lui, thui lui, thui lui. Mây Đen, Mây Đen, Mây Đen, thui lui, thui lui, thui lui. Có khả năng phụ che trời đất, phải kể tên dòng họ nhà mây. Lang thang bất kể đêm ngày, mới mờ đêm tối nhớ ai coi thường. Giữa ban ngày dần dương rực rỡ, ta kéo về là sáng quá thành đêm. Đừng coi thường lũ Mây Đen, chúng ta mà nổi giận là các em tiêu đời á. Mây Đen, Mây Đen, Mây Đen, thui lui, thui lui, thui lui. Mây Đen, Mây Đen, Mây Đen, thui lui, thui lui, thui lui. Giữa bầu trời ta bay ta lượn, chẳng có ai ép buộc được ta. Khi vui ta để nắng chói lòa, khi buồn ta khóc đó chính là trời mưa. Thôi đừng nhắc nhở những gì sáng đẹp, với tụi em chỉ là chuyện tào lao. Ta là trăng giữa ngàn sao, nhưng em chỉ thích có một màu tối tăm mà. Mây Đen, Mây Đen, Mây Đen, thui lui, thui lui, thui lui. Mây Đen, Mây Đen, Mây Đen, thui lui, thui lui, thui lui. Trăng trung thu mỗi năm chỉ một, thắp đèn trời soi sáng nhân gian. Các em hóng hách ngang tàn, tự dưng bắt cóc ta mang về nơi này. Em không thích chị đi khắp chốn, ôm trăng vàng suốt tháng quanh năm. Bọn em chịu cảnh tối tăm, cho nên rất ghét nắng rằm trung thu. Mây Đen, Mây Đen, Mây Đen, thui lui, thui lui, thui lui. Mây Đen, Mây Đen, Mây Đen, thui lui, thui lui, thui lui. Đêm trung thu mơ dần trăng sáng, nhưng bọn này chỉ thích màu đen. Đón trăng với rước lồng đèn, chúng ta đâu dễ gì chen xuống trần. Chỉ bằng cứ giữa trời bay lượn, chủ đàn em che kính bầu trời, để cho đám trẻ loài người buồn phiền ủ rũ mà nhớ đời Mây Đen. Mây Đen, Mây Đen, Mây Đen, thui lui, thui lui, thui lui. Mây Đen, Mây Đen, Mây Đen, thui lui, thui lui, thui lui. Mây Đen. Ui da gì vậy chị, tao đau quá, đau quá, đau quá. Em làm vậy là không có đúng đâu. Chị nói em làm không đúng hả? Em làm gì có gì sai đâu chứ. Mây Đen ơi, em biết đó, từ trước đến giờ và mãi mãi về sau, ánh trăng là của chung tất cả mọi người, không của riêng ai cả. Ánh trăng chiếu sáng trần gian vào đêm trăng rằm, đặc biệt là đêm trung thu, và đem đến niềm vui cho tất cả mọi người, nhất là các em nhỏ. Em cũng biết điều đó mà. Em biết mấy bạn dưới đây nè rất là mê trăng trung thu. Trung thu là niềm vui của mọi người. Nhưng mà em buồn lắm, em tức. Vậy sẽ không muốn cho lũ trẻ với trần gian được hưởng trung thu đâu, không chịu đâu. Mây Đen, em nghe chị đi, chị tin là... Thôi chị tin thôi, em không tin đâu, đừng có thuyết phục em nữa. Mây Đen. Anh Mây Đen, em có ý kiến. Ý kiến gì nữa? Em thấy chị Hằng đó cũng có lý đó anh. Cái gì? Hay là mình thả chị ra đi anh. Em mà còn nhiều lời nữa, anh em quạt cái thổi em tung bụi mù luôn đó nha. Nhiệm vụ của em bây giờ là đem chị Hằng nhốt lại trong sâu hẻm núi giùm anh. Nhanh lên. Ảnh kêu em chứ em không bắt nè chị. Mây Đen, em nghe gì đi mà Mây Đen. Mây Đen, Mây Đen. Em có thả gì đâu. Tội nghiệp quá à. Kể từ khi anh em ta về hẻm núi này để ẩn náu, chúng ta đã làm phép làm mây mù che tất cả những lối ra vào. Trời đất ơi, con kiến cũng không thể nào bò qua được, huống chi là con người hay là động vật bé nhỏ nào khác. Em yên tâm đi, bởi vì đây là một vùng đất bất khả xâm phạm. Trả chị Hằng đi, trả chị Hằng đi.
mấy đứa ồn mà quá, em mệt lắm luôn, một mình em cũng ồn được là sao? Anh giải thích em không hiểu hả? Em có nói gì đâu. Gì vậy? Ở bên ngoài người ta đập cửa ầm ầm ầm, rồi mình trả cho hàng kia anh. Trời ơi, gì mà nói không ai vào đây được rồi. Bây giờ sao đây mấy đen ơi, giờ sao đây? Trời ơi, sao mà đông dữ vậy? Không vào đây được, đó chỉ là lý thuyết thôi. Hả? Còn thực tế thì... Trời ơi, sao mà kéo lên một mùng vậy? Giờ sao đây mấy đen? Không được, không được. Tại sao lại như vậy? Mấy em, mau, bay đi, bay đi. Phủ mây mù che kín các lối ra vào cho anh, nhanh lên. Dạ. Ôi, ghê quá. Ôi, không thể nào, không thể nào lũ trẻ với Trần Giang lại thấy đường lên đây được. Làm sao mà thấy đường được? Các em làm tới đâu rồi? Nhanh lên báo cáo cho ta biết đi. Dạ. Xong chưa em? Em đã lấy mây mù che khắp ngọn núi kìa anh. Dạ. Sao vậy? Anh mây đen ơi, em cũng lấy mây che tất cả các đường mà vô hang vô núi mình luôn đó anh. Giỏi lắm. Anh đã nói rồi. Các em biết tại sao không? Hồi nãy là do anh em mình sơ hở thôi. Tại anh bay tới bay lui nhiều nó tan mây thôi. Bây giờ mình phủ mây lại rồi thì làm sao có người qua được. Bởi vì anh mới khẳng định rằng dùng đất ở nơi đây là bất khả xâm phạm. Các em rất là thuộc bài ta thương. Ủa trời gì đâu quá vậy? Thôi khỏi che chắn chi cho mắt công, ai nói tìm cũng được. Tụi tôi vô tới đây rồi nè. Trời ơi, anh sai có bao nhiêu đó mà làm không xong. Cái lũ ăn hại, cái lũ vô dụng. Thôi, không cần đánh nữa đâu mà tội nghiệp. Mặc dù có thể che hết các lối ra vào, nhưng mà tụi tôi á đi bằng đường tắt. Mây đen, bạn hãy mau thả chị Hằng ra cái lập tức. Gì? Các bạn đâu? Có. Trời ơi, sao làm giật mình hoài luôn ta? Nè, mình nói cho mấy bạn nghe nha, mấy bạn mới nói cái gì? Mấy bạn muốn lên đây giải cứu chị Hằng hả? Mơ đi. Bởi vì sao? Bởi vì nghe cả chị Hằng phải ở lại vĩnh viễn. Không chỉ như vậy mà nghe cả các bạn với mấy bạn ở dưới núi đang đứng lấp lo ở dưới cũng sẽ bị ta bắt ở đây luôn, hiểu chưa? Chưa. Trời ơi, nói tới như vậy mà vẫn không hiểu. Không hiểu à? Ta sẽ làm cho hiểu. Nghe đây. Lâu la. Kịp thôi chứ thử gì kêu ở dưới kia người ta la coi, người ta la quá trời luôn á. 500 anh em còn lại đâu? Dạ anh ơi, thì nghe lời của anh đó, đó anh kêu mọi người là đi xuống dưới rồi xong che chắn tất cả những hướng đi vào rồi những hang động. Bây giờ còn ai đâu? Ở trên đây còn mỗi hai đứa em là chủ lực thôi hà. Là anh kêu tất cả mọi người đi ra ngoài. Dạ đúng rồi. Hai em là chủ lực. Dạ đúng. Dạ đúng. Nghe lạ lạ vậy ta. Thôi kệ, có bao nhiêu chiến đấu bấy nhiêu. Càng em tấn công! Tấn công! Tấn công! Cố lên đi các bạn ơi! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Trời ơi! Mới có nhảy nhót sương sương vậy thôi mấy bạn, tụi mấy bạn thắng hả? Đừng có mơ! Về tao quấn luyện lại như hai cái đứa này. Đó chỉ là một chiến đấu xương xương thôi. Còn bây giờ mới thật sự là phép màu của nhóm mây đen đây. Mấy bạn như mấy em hãy xem đây. Hỡi mây mù, cuồng phong, bóng tối. Em đây chưa từng trông thấy bao giờ, cả bầu trời bỗng chốc bị tối đen, u ám hết như là không có đèn. Đám mây mù thiệt là quá quắt, trời chiều này là chắc chắn mình thua. Chứ như vậy mình chỉ đoán mà quơ, làm sao đánh trúng mây đen bây giờ. Làm sao đánh trúng mây đen bây giờ. Chốn Trần Gian quả thật là dại cuồng, cứ nghĩ rằng trẻ thắng thì đáng thương. Gặp phép thuật của ta chứ xem thường. Để cho mình mà trong bóng tối, anh em mình thì đứng ngó mà chơi. Ở đây nè, nào để đánh thử coi, hay đánh trúng một thì ta thua mười. Đánh trúng một thì ta thua mười. Tất cả mọi người chớ có nao lòng,
hãy gắn nhìn bóng tối để tấn công. Nếu dễ như vậy thì mình đâu có lòng vòng. Cứ quơ đại biết đâu mình đánh trúng. Em chụp được rồi, một đứa anh tí ơi. Buông ra liền, bạn đang nắm tay tôi. Nhìn bọn chúng quan mang mà tức cười. Nhìn bọn chúng quan mang mà tức cười. Có việc này em lo lắng trong lòng. Gì? Em sợ rằng chúng biết đây là xong. Sao? Là bí mật mình giấu bao năm ròng. Hả? Giữa nơi này chỉ cần một nguồn sáng được cháy bừng là phép thuật mình tôi. Hả? Tên ngu khờn nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Chúng nghe thấy là anh em ta tiêu đời. Chúng mà nghe thấy anh em ta tiêu đời. Nghe được rồi, chúng ta đã nghe rồi. Chắc phen này các ngươi sẽ bị tôi. Đã có cách, việc đám mây tối trời. Phá phép thuật ta chỉ cần lửa sáng. Cứu chị Hằng để vui đón Trung Thu. Rồi các người phải hồi khóc hu hu. Bởi nguồn sáng sẽ tan mây mù. Bởi nguồn sáng sẽ tan mây mù. Như vậy là tụi mình đã biết được điểm yếu của bọn mây đen rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Các bạn ơi, dạ, chúng ta hãy cùng nhau đốt lửa lên để xua tan phép thuật của bóng tối. Đúng rồi, đúng rồi. Đốt lửa lên, đốt lửa lên, đốt lửa lên. Đúng rồi, hãy đốt lửa lên đi. Hãy đốt lửa lên đi. Đốt lửa lên để cho chúng biết được ai là người chiến thắng. Đốt lửa đi. Khoan anh ơi, mà lửa đầu đó? Hả? Cút. Trong túi hành lý của anh có dụng cụ đánh lửa mà. Thì đúng, trong túi hành lý có lửa, nhưng mà lúc lên đây á vướng víu quá, em quăng hết dưới chân núi. Trời ơi, tôi chết rồi. Rồi bây giờ làm sao hả anh? Giờ phải làm sao? Sao căng gì nữa, mấy bạn bắt đầu mình thua 1-0 rồi đó. Các bạn nói sao? Các bạn tính đốt lửa đi phá tan bóng tối nơi này hả? Đâu lửa đâu coi chơi coi, đâu có không? À... làm gì có. Đâu 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 lửa đâu, lửa đâu coi chơi không? Làm gì có. Đâu, hù thì làm thử coi. Lửa đâu, xua tan bóng tối đi. Đốt lửa đi, giỏi thì đốt lửa đi. Lửa đây, lửa đây. Lửa đây, lửa đây. Lửa đây. Ở đâu ra vậy? Giữa mây mù, tại sao có ánh sáng le lói vậy? Tại sao? Có ai vậy? Hả? Ôi, có lửa kìa mây đen ơi. À. Ai gọi lửa đó? Có lửa đây. Anh Tý ơi, anh Tý ơi. Anh Tý. Nè, hai bạn đi đâu vậy? Đi tìm anh Tý cái đầu. Ừ, sao hai bạn? Sao hai bạn biết Tý ở đây mà tìm? Trời ơi, chuyện dài dòng đó. Cầm giùm, kể nghe nha. Lại đây. Sao 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 bạn kể nhanh nhanh lên bạn ơi. Chuyện là vậy nè. Lúc á mà tiễn anh Tý đi á, Na có đưa cho cúng một cái túi đậu. Nói với cúng là lúc mà đi rải đậu quanh đường để Na với Bi lần theo dấu vết của anh Tý mới tìm kiếm đến đây đó. Đúng rồi, nhờ có cuốn nha. Nếu mà không có cuốn đó thì Bi với Na sẽ không tới đây được đâu. Với lại á, Na suy nghĩ vậy nè. Bạn bè á trong lúc hoạn nạn đâu thể nào bỏ nhau được đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì hay quá. Bây giờ mình đã có lửa rồi, còn chần chờ gì nữa mà không tấn công đi các bạn. Tấn công! Lửa đi, lửa đâu? Nè, lửa đây. Cảm ơn nha. Ừ, không có chi. Ủa? Không chịu đâu à. Lửa, lửa đâu? Mất lửa rồi, không chịu đâu. Chịu hay không chịu gì các bạn cũng phải chấp nhận đã thua chúng ta. 2-0. Các bạn có bày mưu tính kế cỡ nào đi chăng nữa cũng không thắng được anh em nhà mây đen đâu. Tụi nói rồi mà không tin. Sức mạnh của anh em nhà mây đen chính là vô địch. Mây đen, em đừng vội mừng và đừng quên là còn có ta ở đây nữa. Ta là người nắm giữ sức mạnh phép thuật của ánh trăng và ta sẽ sử dụng nó như một món quà cho những tấm lòng dũng cảm. Wow. Hãy xem ta đây. Hồ Biên. Hồ Biên. Hồ Biên. Chị có làm 100 lần cũng không được đâu. Các bạn ơi, các bạn đừng quên rằng ngọn đèn trăng trong tay ta nắm giữ. Và chị Hằng ơi, em đã thổi tắt ngọn đèn trăng mất rồi thì làm sao có thể phát sáng được. Vậy có nghĩa là các bạn đã thua nhóm mây đen 3-0. Chị có thể thắp sáng lại ngọn đèn trăng nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì hả chị? Chị cần một phép màu. Một phép màu. Chị cần một nguồn sáng trợ lực cho chị. Sáng trợ lực. À, tụi em có. Dạ.
có. Trời ơi, hai cái bạn này nè, đi từ dưới núi lên trên đây, mang có hai ngọn đèn đó mà cũng làm tắt nữa. Vậy mà kêu có, ha. Bạn ấy đúng. Quá đúng luôn. Các bạn đừng có vội mừng nha. Tí ơi, không phải chỉ có một mình Bi với Na lên đây đâu, mà là Bi đã dẫn theo tất cả các trẻ em trong làng, mọi người đang chờ dưới chân núi kia kìa. Đúng rồi á, không tin cái gì. Để Na. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Bây giờ các bạn cùng với Na giúp đỡ chị Hằng thắp lại ngọn đèn trăng nha. Sẽ nói bắt đầu các bạn hô to 1, 2, 3 nha. Bây giờ giơ cao lồng đèn mình lên nào. Giơ cao lồng đèn lên nào mấy bạn ơi. Bi, chuẩn bị. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3. Món quà trung thu ước mơ bao ngày, em thường mơ thấy chú cuội cùng trăng. Chị Hằng đẹp xinh mang từng chiếc bánh, chiếc đèn trung thu tỏa sáng muôn nơi. Món quà trung thu ấm êm bao ngày, như vầng trăng sáng hát cùng vì sao. Bầu trời đẹp xinh qua từng ánh mắt, trẻ thơ vui đùa hát mừng trung thu. Trung thu ước mơ bao ngày, em thường mơ thấy chú cuội cùng trăng. Chị Hằng đẹp xinh mang từng chiếc bánh, chiếc đèn trung thu tỏa sáng muôn nơi. Món quà trung thu ấm êm bao ngày, như vầng trăng sáng hát cùng vì sao. Bầu trời đẹp xinh qua từng ánh mắt, trẻ thơ vui đùa hát mừng trung thu. Lòng đèn yêu thương lung linh muôn sắc màu rực sáng ấm mắt xa. Thật là hay, chúc mừng em ở đây. Thật là hay, chị Hằng xinh xinh ở đây. Chờ đón những ước mơ, thắm nụ cười che thơ, mang quà xinh bé nhỏ, ấm tình người bao la. Chờ đón những ước mơ, thắm nụ cười che thơ, mang quà xinh bé nhỏ. Nhanh lên, mọi người ơi. Đi ra, nhanh lên.
chịu thua chứ hả mây đen? Đâu, bóng tối đâu, mây mù đâu, hãy che phủ nơi này đi. Thôi thôi, mấy em đừng có chọc mây đen nữa. Mây đen, bạn đã tin á là tụi mình sẽ mang được chị Hằng về chưa? Bạn đã tâm phục khẩu phục chưa? Mình, mấy bạn với vợ ý đông hiếp yếu thôi à. Mình không phục ha. Tự nhiên khóc vậy? Anh Mây Đen, sao tự nhiên anh khóc vậy anh Mây Đen? Anh đừng có quên anh là thủ lĩnh của tụi em đó. Kệ nó. Đúng rồi đó anh Mây Đen. Mây Đen, tại sao em lại khóc trong khi em là người có lỗi kia mà? Đúng rồi đó, em khóc là bởi vì em tức. Bởi vì tất cả mọi người đối xử với anh em nhà Mây Đen không công bằng. Trời ơi, tức cái gì mà tức. Tự nhiên chăng người ta đang chơi trung thu, đi ăn cắp về, giờ người ta lấy lại. Công bằng cái gì? Đi! Trời ơi, tức quá mà trời ơi. Mà, anh Mây Đen ơi. Thôi mệt quá. Lỡ làm người xấu rồi nói hết một lần luôn đi nè. Chị Hằng không có biết đâu. Loài người á. Và muôn thú nữa. Kể cả cây cỏ. Các bạn lạ lắm. Mỗi lần mà trời đất nắng nóng hay là khô hạn thì mấy bạn làm cái gì? Các bạn ngửa mặt lên kêu. Kêu ai? Kêu anh em nhà Mây Đen nè. Kêu anh em nhà Mây Đen đây nè. Để làm gì? Để mây đen bay tới, để tạo mưa. Mưa trút nước xuống, để tưới tiêu cây cối ruộng đồng. Đúng không? Là anh em nhà Mây làm chứ bộ. Vậy mà tới trung thu thì sao chứ? Anh em nhà Mây á chỉ chờ tới định chơi với mấy bạn thôi. Anh em nhà Mây vừa bay tới là mấy bạn cầu thần gió thổi anh em nhà Mây bay tứ tán hết trơn rồi. Mình hỏi vậy đó, có công bằng không? Có công bằng không? Trời ơi, mình cũng là con nít chứ bộ, mình cũng muốn chơi trung thu chứ bộ, mình cũng muốn chơi lồng đèn chứ bộ. Không công bằng một chút nào hết đó. Không công bằng một chút nào hết đó. Không công bằng. Ủa thì tại vì á, trung thu hàng năm chỉ có một lần thôi à. Tự nhiên mây đen kéo đến che mất đi dần trăng, rồi đôi khi còn đổ mưa nữa. Hỏi tại sao mà con nít con ghét mấy bạn cho được chứ. Đúng rồi đó. Đúng bởi vì á, anh Mây Đen tự ti, tự ái, mặc cảm. Ảnh buồn, ảnh mới nghĩ ra cái trò là bắt chị Hằng về để mà dành riêng cho ảnh đó. Đúng rồi đó. Mấy em nhỏ biết không, thật ra anh Mây Đen á cũng muốn chị Hằng soi sáng, để anh em nhà Mây Đen bớt bị đen đi, để trở nên xinh đẹp hơn như mấy bạn ở dưới đây nè, để cùng nhau chơi trung thu. Mà có bao giờ mấy bạn chấp nhận để anh em nhà Mây Đen chơi cùng đâu. Mây Đen, chị hiểu rồi. Mây Đen nghe chị nói nè. Thật sự tất cả các bạn không ai ghét bỏ Mây Đen hết. Chỉ vì đôi khi sự xuất hiện của Mây Đen không đúng lúc, đúng chỗ, cho nên là mọi người mới hiểu lầm. Và chính vì sự tự ti của mình mà các em không mở lòng ra với mọi người, mà lại chui rút trong vỏ bọc của mình, cho nên Mây Đen càng lúc càng đen đúa, và càng lúc càng nặng nề là vậy đó. Mây Đen ơi, Na thấy á, chị Hằng nói đúng á. Mây Đen, Na xin lỗi Mây Đen nha. Mây Đen đừng có giận Na nữa. Na xin hứa, Na sẽ không xua đuổi xa lánh Mây Đen nữa đâu. Chịu không? Na nói thiệt không? Thiệt nha Na. Nhưng mà đó là Na thôi. Còn anh Tí với mấy bạn ở đây đâu có nghĩ như Na đâu. Đó. Gì đằng sau kìa. Mây Đen nè, Tí xin lỗi Mây Đen nha. Bởi vì á, có nhiều lúc Tí đã hiểu lầm Mây Đen. Chỉ vì một chút chuyện vui của tụi mình bị dừng lại mà tụi mình đã quên mất lợi ích của Mây Đen. Thôi, từ nay á, tụi mình là bạn tốt của nhau nha. Không, cảm ơn anh Tí. Vậy từ nay mình là bạn tốt của nhau được không mấy em? Được không mấy em? Mây Đen cảm ơn mấy bạn nha. Hay. Chỉ cần bạn Mây Đen á, đừng có che mất cái dần trăng nữa thì tụi mình sẽ chơi với Mây Đen mà, đúng không các bạn? Đúng không mấy bạn? Mình biết là không có che trăng nữa đâu. Như vậy là sau bao nhiêu hiểu lầm thì các em đã làm hòa với nhau. Chị tin rằng các em sẽ có một tình bạn thật là tươi đẹp và sẽ có một mùa trung thu thật là ý nghĩa. Thôi chết rồi.
Cái gì vậy bà Kỷ? Sao vậy? Thôi chết rồi mọi người. Ai chết? Sao vậy Hằng ơi? Đêm nay á là đêm trung thu mà làm sao mình có thể về làng để vui đón trung thu cần có các bạn bây giờ? Các em. Dạ. Các em quên là các bạn nhỏ đã đi theo cùng với các em và đang ở dưới chân núi rồi hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy bây giờ chị sẽ dùng phép thuật của mình để cho tất cả các bạn nhỏ cùng nhau rước đèn tháng tám. Tùng dinh dinh, cắt tùng dinh dinh, tùng dinh dinh.